Nghi phạm nổ súng bắn giám đốc ở quán cà phê Khai Gì. Sau khi rút súng bắn một giám đốc công ty xây dựng, bất động sản trong quán cà phê ở thành phố Vinh, nghi phạm lên xe taxi rời khỏi hiện trường cùng khẩu súng. Chiều ngày 20 tháng 11, Công an tỉnh Nghệ An đang tạm giữ nghi phạm Đậu Đức Thuận, 37 tuổi, ngụ phường Hưng Bình, thành phố Vinh, để điều tra liên quan đến vụ nổ súng tại một quán cà phê trên đường Đinh Công Tráng. Làm một giám đốc công ty xây dựng, bất động sản bị thương. Khoảng 8 giờ 50 phút sáng cùng ngày, Công an tỉnh Nghệ An nhận được tin báo của nhân dân tại quán cà phê số 1, đường Đinh Công Tráng, khối 2, phường Quang Trung, thành phố Vinh xảy ra vụ việc người đàn ông dùng súng bắn người, gây thương tích cho ông N.D.T, 48 tuổi, ngụ thành phố Vinh. Thiếu tướng Phạm Thế Tùng, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, chỉ đạo phòng cảnh sát hình sự, Công an thành phố Vinh và các đơn vị nghiệp vụ liên quan có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ vụ việc, truy bắt đối tượng gây án. Truy xét nhanh, cơ quan công an đã xác định được đối tượng sử dụng súng bắn ông T là nghi phạm Thuận. Đến 10 giờ 35 phút sáng ngày 20 tháng 11, lực lượng công an đã bắt giữ Thuận khi người này đang lẫn trốn tại khu vực trên đường Mai Hắc Đế, phường Quán Bầu, thành phố Vinh, đồng thời thu giữ một khẩu súng, loại súng K59, 2 viên đạn và một xe ô tô. Qua xác minh ban đầu, xác định do mâu thuẫn trong chuyện tình cảm, Thuận đã gây ra hành vi phạm tội nêu trên. Được biết, ông T là giám đốc công ty xây dựng, bất động sản ở thành phố Vinh. Sau khi được đưa đi cấp cứu, ông T đã qua cơn nguy kịch, bị thương gãy xương cánh tay trái. Đoạn video từ quán cà phê ghi lại cảnh thời điểm xảy ra sự việc, ông T đang ngồi uống nước cùng 4 người đàn ông khác thì một người đàn ông bước vào quán, nổ 2 phát súng vào phía ông T. Đến phát súng thứ 2, ông T nằm gục dưới nền nhà, được mọi người đưa đi cấp cứu. Ghi nhận của Tuổi Trẻ Online, lực lượng công an đã trích xuất camera an ninh quán cà phê, đồng thời thu giữ một số vỏ đạn tại hiện trường. Bên ngoài quán cà phê vương vãi nhiều vết máu. Hơn 1 giờ đồng hồ sau, công an đã bắt được nghi phạm nổ súng, chưa rõ danh tính, ngụ phường Hưng Bình, thành phố Vinh, cùng khẩu súng gây án. Một số nhân chứng tại hiện trường kể lại, thời điểm xảy ra vụ việc nghi phạm rút một khẩu súng ngắn từ túi, nổ 2 phát nhưng chỉ có một viên đạn găm vào vùng bả vai của người đàn ông.